Em mệt lắm, em còn phải đi làm. Thế tôi đi nhá. Em nói anh nhớ xuống cái môi của em nó bị thầu thầu ra rồi đây này. Em bận đi làm thì đi nhậu vậy. Em đi với. Anh bảo là em đến, anh bận đi làm thì anh bảo anh đi nhậu với em, vậy sao đi với anh sao? Anh cứ suốt nghỉ nhậu. Anh ơi, anh tính như thế em còn thiếu bao nhiêu video để em chạy đủ chỉ tiêu của tháng này cho tháng sau cho mình được. Em thấy đi làm áp lực á. Tính nghiệp thật á. Làm gì về mình quay. Ê chị cũng biết bây giờ kiểu cái anh ơi anh bây giờ cái thói quen của em về nhà nhá, là em sẽ sạc cái sạc dự phòng này để mỗi lần em đi quay thì em sẽ lấy cái này để em sạc. Hiện tại thì cũng hơi biến tốt. Cũng tốt lắm ấy. Em mà hay cáu gắt là em áp lực công việc, em mà công việc là do anh tạo ra đấy.